Xin chào tất cả các bạn đồng giả của tớ Influencer, mình là Hà Thi, hay còn được biết đến qua kênh YouTube Tiếng Hè. Từ hình như trước khi bắt đầu mình phải trả lời một số câu hỏi. Mình đã ở Hà Lan tính tổng cộng là mình học 3 năm đại học, 4 năm thạc sĩ là 4 năm. Nhưng mà có 1 năm Covid thì nên là mình ở Việt Nam học online. Thế nên tổng cộng chắc mình ở Hà Lan được 3 năm. Mình đi được bao nhiêu nước rồi thì mình đã đi được Séc, Áo, Hung, Bỉ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Đức, Đức mới đi hôm nay, Thái Lan, Hàn Quốc, 11. Hết chưa? Hết rồi, mình đi tổng cộng được 11 nước. Trong một chuyến đi trung bình thì mình mang ít đồ lắm. Kiểu như là nếu mà đi 3 ngày chẳng hạn thì mình sẽ mang 3 bộ đồ để mình mặc buổi sáng. Sau đấy mình mang thêm bộ đồ ngủ này, hoặc là mình mang thêm một số cái như kiểu áo khoác, hoặc là một cái áo hoodie to màu đen. Tại vì thường mình đi du lịch châu Âu thì buổi sáng nó nóng nhưng buổi tối nó sẽ lạnh, nên là mình sẽ phải mang thêm một cái áo khoác mỏng nào đấy. Thì sẽ là một cái áo basic để mình mặc vào tất cả những thứ mà mình mặc cái áo đấy. Đầu tiên là Hà Nội. Có được tính không? Tôi muốn đi Hà Nội để tôi ăn phở gà trộn. Thế là Hà Nội nhà mình. Nếu mà du lịch Hà Nội thì không chắc không tính. Nếu mà ngoài chơi ở Hà Nội ra nhá, thì mình muốn đi Huế. Mình rất là muốn đi Huế luôn. Để mà mình ăn bún bò Huế ở Huế. Xong rồi mình cũng muốn ăn cái chè bột lọc heo quay. Đấy vì mình muốn đi Huế. Thế mình đi Huế rồi nhưng mình muốn đi lại để mình ăn uống. Mình muốn đi Hội An để mình ăn cơm gà. Có một cái chỗ này mình không biết nó là cái chỗ gì, nhưng mà mình muốn đi mấy cái chỗ mà đi leo núi, đi trekking, trèo đèo vượt suối săn mây. Thì mình xin được hứa là trước khi mình quay cái video này là mình vừa mất đấy. Mình vừa quay và mình vừa mất source đấy. Thì việc mình làm là mình dỗi. Mình lua bù loa lên. Buồn, mình chán, mình không làm nữa. Thế nhưng mà thôi, mình cũng phải chấp nhận thôi. Chứ có làm được thế nào nữa đâu. Chắc là nếu tổng hợp lại thì mình sẽ phát điên lên và sau đấy mình chấp nhận sự thật. Hôm nay thì nhân kỳ nghỉ lễ phục sinh Easter thì mình đang đi du lịch ở thành phố Berlin của nước Đức. Nên hôm nay mình sẽ cho mọi người xem 5 món đồ không thể thiếu trong túi của Hà Thi khi đi du lịch nhé. Hãy xem những đồ mà mình mang đi nhé, không có đồ gì mấy đâu. Cũng toàn đồ linh tinh, ai chẳng mang mấy cái đồ này ha. Đầu tiên, ví tiền. Mặt bị rơi rồi. Đầu tiên là ví tiền của mình. Thường thì đi du lịch châu Âu mình cũng không dùng ví lắm. Mình thường quẹt thẻ bằng điện thoại. Nhưng mà vẫn quan trọng mà, tại vì phải có thẻ các thứ, giấy tờ mới là tiền mặt đôi khi cần dùng. Thế nên đây là ví của mình thì cũng không có gì đặc sắc cả. Ví này là mình được tặng. Chắc là cái này đặc sắc này. Mình che đi đã. Đây là thẻ ngân hàng của mình. Mình làm mất nó, mình làm mất thẻ một lần, xong rồi lần thứ hai mình làm lại, mình mất tiền làm lại mà. Mất tiền đóng mình làm lại thẻ, nên là mình nghĩ là đã mất tiền rồi thì mình nên mất nó xứng đáng. Nên là mình đóng thêm một số tiền ít để mình in ảnh đi. Nên là mình in ảnh con chó yêu mình lên nè, cái nó nha. Go go. Đấy, đầu tiên, ví tôi. Ví. Tiếp theo là chìa khóa nhà của mình. Chìa khóa nhà của mình có con Miffy, thỏ Miffy đến từ Hà Lan. Mỏ thỏ Miffy nguồn gốc đến từ thành phố Utrecht, Hà Lan nha mọi người. Tiếp theo, không thể thiếu, đó chính là hơi rối nhưng mà đó chính là tai nghe. Tại vì khi mình đi du lịch ấy, mình thường đi tàu rất là lâu này, hoặc là mình đi đâu đấy mình rất là lâu, và mình không thể nào mà sạc được cái tai nghe AirPods của mình. Thế nên là mình thường mang tai nghe dây khi đi du lịch và đi các nơi, tại vì là nó sẽ không tốn pin, nó không hết pin, sẽ không bị rơi mất. Kiểu như đi du lịch ấy mà đeo tai nghe này đôi khi vứt mất, bỏ một nơi tai nghe một nơi không thể tìm thấy. Thế nên chân ái cũng đời tai nghe dây. Là con gái thật tuyệt. Mình chỉ mang theo hai thứ thôi, một là check khuyết điểm và thì mình nghĩ là mình cần check khuyết điểm và mình nói xong. Thực ra mỗi ngày mình chỉ dùng hai cái này thôi, xong rồi thêm má hồng, nhưng mà má hồng không mang điểm thì cho nó lỉnh kỉnh ra, thì mình mang cái son, xong rồi mình sẽ lấy từ trên môi này mình chấm lên má thành má hồng. Thì đây là cái son mình dùng, son này là son mọi người cũng hay hỏi phết, mình cũng hay đánh vào son này phết. Son này là son NARS màu American Woman rất xinh, màu hồng đất. Đây là check khuyết điểm của Maybelline, mình mua tạm trên đường thôi nhưng mà cũng rất đẹp luôn, rất tốt. Tàn ta đấy, hai món đồ trang điểm của tôi. Cuối cùng chưa? À, chưa. Quan trọng không thể thiếu được của một người dùng mạng xã hội cùng nhiệt, đó chính là điện thoại. Mình phải dùng nó để mình quay vlog này, mình dùng nó để mình xuất đường khi mình đi này, mình dùng nó để mình check in này, không thể thiếu được điện thoại tôi. Đây là iPhone màu trắng. Hộp mệnh, đúng không? Cháu mình hộp mệnh mình iPhone 14 Pro cho mọi người hay hỏi. Cái máy ảnh kia của mình đây,
cái máy ảnh này của mình nó hơi hết pin, mình xin phép được quay lốp cái máy khác. Thì ta nói rồi đâu là mình có rất là ít cái ốp này, nhưng mà mình có 100 cái podcast. Tùy từng trường hợp, nếu những ai đang xem mình rồi thì mọi người sẽ biết là vào những ngày thi cử thì mình sẽ dùng podcast màu vàng cho nó may mắn, mình tím màu hợp mệnh. Món đồ cuối cùng thì khi mà các anh chị với phụ lần giờ nhắn tin cho mình là cho tôi xem các món đồ nãy từ ban đi, thì mình nghĩ đến ngay món đồ này đầu tiên, nhưng mà mình sẽ cho mọi người nói xem cuối cùng, đó chính là bàn 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 ta ngọ nhưng có võ, đó chính là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống của Hà Thi dù đi du lịch hay ở nhà, chính là ra sao vàng. Tại sao biết không? Thường thường thì ở nhà mình sẽ dùng dầu gió, nhưng mà khi đi du lịch hoặc là đi di chuyển thì trong mỗi cái túi của mình nó thường đều có một cái hộp cao sao vàng này. Tại vì mình rất là hay bị trúng gió, mình hay bị đau bụng. Thế nên là kiểu thường thường đi chơi ấy, các bạn bè của mình luôn luôn là cứ đi chơi 5 ngày sẽ có một ngày mình sẽ ngất vì mình bị đau bụng giữa đường. Thế nên là buổi sáng thì không sao đâu, cứ đang đi trên đường là sẽ ngất xỉu. Khi nào mà mình cảm thấy đau bụng quá thì các bạn mình, những người thân của mình sẽ auto biết là phải lấy cái này ra, sao vào đây, sao vào đây, sao vào đây, sao vào bụng. Như thế thì là một lúc sau mình sẽ hồi phục trở lại. Thế nên món đồ không thể thiếu của thì là ta sao vàng. Chắc là điện thoại và ví. Tại vì các sao vàng mình có nhiều lắm, mình mang được 20 cái hộp cao này sang đây cơ. Mất ví, mất điện thoại thì sẽ buồn nhiều lắm, khóc. Tại vì cơ bản là nếu mà mất điện thoại thôi thì đã là buồn rồi, nhưng mà kiểu những cái nội dung ở trong ấy, kiểu như là ảnh, phim, video các thứ thì rất là buồn. Còn mất thẻ là sẽ khổ nhất, tại vì là sẽ phải đi đăng ký làm lại giấy tờ, sẽ rất là nghỉ được mất chi. Vậy là những món đồ này đã khép lại 5 món đồ của mình tại đây rồi. Kết thúc chương trình hôm nay, mình xin được nhắn gửi đến các bạn đang theo dõi video này, vì mình đang đi du lịch nên là mình chắc chắn là cho dù mọi người đang bận bịu đến đâu thì mọi người hãy nếu dành thời gian thư giãn đi du lịch để nghỉ ngơi nhé, để đạt lại năng lượng để mình có thể làm việc hiệu quả hơn. Không cần phải đi chơi xa quá, đi chơi kiểu như là đi sang nhà thăm ông bà này, đi ăn uống với bạn bè mình này, là được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi theo dõi sau cùng với Hà Thi, và mọi người hãy nhớ follow đến Fluencer để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Bye bye, mình đi chơi đây. Ok, hết rồi.